Mình bắt đầu một thói quen mới thì mình sẽ cảm thấy khó chịu là điều bình thường. No pain, no gain. Tức là không đau đớn thì làm sao mà có được cái điều gì mới. Chào các em. Chào mừng các em đến với chuyên mục Chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Thì trong phần ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ một cái trải nghiệm và một số cái câu trả lời của thầy, cái chia sẻ của thầy về một câu hỏi mà các bạn thường hỏi thầy là điều gì quyết định cái thành công trong cuộc sống, và làm thế nào để mà thầy có được ngày hôm nay, làm thế nào để mình có thể trở thành con người mà mình muốn. Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Tên câu chuyện là Hoàn cảnh, thói quen, tính cách và cuộc đời. Ok, thế chúng ta bắt đầu nhé. Cách đây một vài năm á, thì thầy có đọc một bài nghiên cứu về bản chất của tính cách con người. Thực ra chỉ mang tính hành vi, thói quen tạo thành. Tức là habitual behavior, tiếng Anh ở trong cái bài nghiên cứu đó bằng tiếng Anh ấy, thì thầy đọc nó như vậy. Tức bản chất tính cách con người thực chất chỉ là hành vi mang tính thói quen. Và ở đây thì thầy chia sẻ cái cuộc đời của thầy và những cái trải nghiệm thực tế, cái câu chuyện của mình cho các em. Ngày thầy còn học phổ thông thì thầy vốn là người không có tư chất thông minh. Và các bạn của thầy thường nghĩ ra những cái cách giải thông minh và sáng tạo. Còn thầy thì không có khả năng nghĩ ra được những cái ý tưởng mới hay là những cái phương pháp mới. Thì thầy ý thức được cái điều đó. Thế nên là mỗi lần mà thầy thấy các bạn chia sẻ những cái phương pháp của các bạn thì thầy cảm thấy rất là hứng thú và rất là trân trọng ghi chép lại cẩn thận. Tại vì mình có nghĩ ra được đâu, thế cho nên là thầy rất là trân trọng ghi chép lại cẩn thận. Thế rồi dần dần thì hình thành được thói quen Ology, tức là ongoing learning, ongoing growing yourself, tức là không ngừng học tập, phát triển bản thân mình, sẵn sàng học tập, học hỏi từ mọi người và lắng nghe, trân trọng mọi điều. Hồi nhỏ ấy thì thầy may mắn là có rất là nhiều người bạn thân. Nhiều ở đây là khoảng độ dưới 10 người, các bạn thân thực sự. Thì các bạn của thầy đều xuất thân từ những cái gia đình có học, chứ không phải là gia đình lao động như nhà thầy. Nhà thầy, bố mẹ của thầy đều là lao động chân tay, thì không có điều kiện, có học thức như gia đình các bạn. Có bạn thì bố là kỹ sư, có bạn thì bố mẹ là diễn viên, có bạn thì bố mẹ là nghệ sĩ piano, và có bạn thì bố mẹ lại là nhà văn. Và mỗi lần gặp các bạn thì thầy không có điều gì thú vị để chia sẻ cả. Tại vì là cái trải nghiệm của mình có ít, thầy chỉ ngồi đó nghe và mở tròn mắt ra và mở rộng tai ra thôi, để lắng nghe từng lời các bạn chia sẻ về cuộc sống và về một chuyến đi nào đó mà các bạn được đi. Thầy thì không có điều kiện được đi đâu cả. Hay là về một cuốn sách hay mà các bạn rất là tâm đắc, về một bản nhạc tuyệt vời và các bạn đã nghe và có thể chơi được. Một số bạn ở thầy là chơi được, một người bạn thầy là thủ khoa nhạc viện Hà Nội, khoa piano cả. Hay là một bộ phim sâu sắc như thế nào đó. Vì các bạn ấy là con của diễn viên thì họ biết được cái cách nhìn bộ phim nó xuất sắc như thế nào. Thầy chỉ có biết lắng nghe thôi, chứ mình không có gì để nói cả, chỉ lắng nghe và học hỏi. Lúc đấy thầy nghĩ là để là một người bạn tốt thì mình phải hiểu bạn bè của mình và phải cảm nhận được tâm hồn của bạn. Vì thế mà thầy tìm đọc những cái cuốn sách mà bạn thầy đọc, tìm nghe những bản nhạc mà bạn thầy nghe, và tìm xem những bộ phim mà bạn thầy nói về, để thầy có thể cảm nhận được đầy đủ, để có thể đồng điệu về mặt tâm hồn với người bạn của mình. Tới giờ thì thầy nghĩ rằng những cái năm tháng ấy thì nó tạo cho mình thói quen tự tìm tòi nghiên cứu và tự đặt mình vào vị trí của người khác, tự mình trang bị cho bản thân những góc nhìn mới, và nhờ có nó thầy mới có được ngày hôm nay. Thế rồi năm lớp 7 thì thầy may mắn thi đỗ được vào lớp chọn của trường. Thì khi thầy vào lớp ấy thì bài tập nó nhiều hơn lớp thường. Trước đó thầy học lớp thường thì bài nó ít hơn, và lớp chọn bài tập rất nhiều. Thầy ngồi làm mải miết làm bài tập cả ngày, không có thời gian để xuống đá bóng dưới sân với các bạn. Thì hồi đó thì nhà thầy ở tầng 3, khu tập thể. Và thầy còn nhớ là khi đấy thì thầy ngồi trên chiếc bàn bàn học ấy, được ghép từ những cái tấm gỗ mà bố thầy xin được để làm ra cái bàn gỗ đó. Và tấm gỗ nó sờn rồi, nó ở bên cái khung cửa sổ tầng 3. Nhìn ra ngoài ban công thì có một cái cây hoa hồng, chỉ có một nụ hoa thôi. Thì khi đó mà thầy học ở trên này, nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống dưới các bạn đang đá bóng ở dưới, mà mắt cứ rưng rưng nước mắt.
Tại vì là mình muốn xuống mà không xuống được vì bài tập vẫn chưa làm xong. Thế rồi thầy nghĩ ra cách là thôi thì mình phải dậy sớm thôi. Thế là thầy dậy sớm từ 5 giờ sáng để học bài. Lúc đó thầy mới phát hiện ra là ô, sao mình lại có thể học bài nhanh như thế nhỉ? Thì từ lúc 5 giờ sáng thì học bài nó vào lắm. Đó. Tức là cái năng suất nó lên hơn hẳn luôn. Thế là thầy vẫn học tốt và vẫn có thời gian xuống đá bóng. Tức là mình dậy sớm để học bài và cái thời gian kia mình sẽ vẫn có thời gian để đá bóng với bạn bè của mình. Thì giờ nhìn lại thì thấy rằng cái hoàn cảnh đó thì giúp thầy hình thành được cái thói quen là đi tìm một cái giải pháp để có thể thích ứng được với cái hoàn cảnh mới, để nâng tầm được của bản thân. Thì điều ấy nó lại dẫn tới cái tính cách là mình luôn luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Tức là cuộc sống thì nó luôn luôn có thử thách không? Và mình phải đối mặt với nó và thích ứng với hoàn cảnh và tìm ra giải pháp. Rồi sau một vài năm sau thì đến những năm tháng học đại học, năm tháng thời sinh viên, thì kinh tế gia đình của thầy đi xuống. Có những cái thời điểm thì thầy định xin tiền bố mẹ để đi ăn chẳng hạn, hoặc là sinh nhật bạn, hoặc là mua sách vân vân. Thì có một số lần như vậy thì thầy đang định vào xin thì thầy bố mẹ đang nói chuyện về vấn đề khó khăn tài chính. Thế là thôi thầy cũng chẳng dám nói nữa. Tại vì mình nói ra thì bố mẹ không có tiền cho mình, mà bố mẹ lại còn suy nghĩ thêm. Và có những ngày thì thầy chẳng dám bước ra khỏi nhà. Vì ra khỏi nhà thì phải có tiền để ăn, tiền đi lại, tiền gửi xe, vân vân. Cuối cùng thì thầy quyết định là thôi mình phải đi dạy thêm và phải làm thêm mọi việc có thể để mình có thể tự lo được cho mình, không phải xin bố mẹ, không khiến cho bố mẹ phải suy nghĩ nữa. Thì thời điểm đó thì thầy phải đi làm đánh máy thuê, rồi có lúc thì thầy may mắn là có công việc phiên dịch. Đôi khi có dịch thì có giai đoạn thì thầy dịch tài liệu cho nhà máy nhiệt điện, cho cái trung tâm dịch thuật của trường. Rồi lúc thì thầy đi làm thêm ở siêu thị Metro, vân vân, thôi khá đủ nghề cả. Và thầy có thể trang trải được học phí cũng như là các cái sinh hoạt của mình suốt thời sinh viên mà không phải xin bố mẹ. Loanh quanh thì thầy cũng sống sót được qua thời sinh viên đó. Giờ thì khi mà mình nhìn lại thì thầy thấy là cái hoàn cảnh ngày đó nó tạo cho thầy cái thói quen là tự lo cho bản thân mình, độc lập và tự chủ, tìm kiếm giải pháp chứ không chờ ai đó giúp mình. Những điều này nó lại dẫn tới cái tính cách chủ động và sẵn sàng hành động. Và nó làm cho thầy trở thành một cái người lãnh đạo, một cái người leader, một cái người đứng đầu, dẫn dắt đội nhóm ở phần lớn những cái môi trường mà thầy đi qua. Ví dụ như là hồi đại học thì thầy là bí thư, rồi sau này lúc thành lập trung tâm Ology English thì thầy là người sáng lập cũng như là lãnh đạo, người đi đầu. Rồi khi học cao học, master của Đại học Victoria University của Úc thì thầy cũng là lớp trưởng. Rồi đi học thêm thì thầy cũng là người có ảnh hưởng trong lớp, và điều đó nó ảnh hưởng đến cuộc đời. Thì nếu mà mình tức là cái độ thì ta thấy là cái hoàn cảnh ở đây nó làm cho thầy không có lối nào thoát cả ngoài cái tư duy là tự lo cho bản thân, và cái tư duy đó nó ảnh hưởng đến cái những cái bước đi tiếp theo của cuộc đời. Mình không đợi ai hết, không đợi một người nào đó đến giúp mình, vì nếu họ không xuất hiện thì sao. Thầy thấy có những người chờ đợi một ai đó để giúp, chờ đợi một ai đó đến truyền cảm hứng cho mình để mình thay đổi, chờ đợi ai đó đến để đánh thức cuộc sống của mình, cuộc đời của mình trở nên lóe sáng hơn. Nếu người đó không đến thì sao? Người đó phải là mình trong suốt cái hành trình cuộc sống. Thì những cái câu chuyện vừa rồi thì kể thì nó là những cái ví dụ về hoàn cảnh tự nhiên, và nó tạo ra cái thói quen, nó tạo điều kiện để hình thành cái thói quen của thầy, và cái thói quen nó tạo thành cái tính cách, và nó làm biến đổi cuộc đời của thầy theo cái hướng đó. Thế bây giờ nếu mà mình mà có khả năng chủ động tạo ra hoàn cảnh, chứ không phải do hoàn cảnh tự nhiên nữa nhé, mình chủ động tạo ra hoàn cảnh thì mình sẽ hoàn toàn quyết định được việc hình thành thói quen, tính cách và cuộc đời. Thì thầy sẽ nói thêm về một số cái ví dụ về việc thầy đã chủ động tạo ra hoàn cảnh như thế nào. Năm 2015 thì thầy đứng trước một cái lựa chọn rất là quan trọng là học IELTS và học TOEIC Speaking Writing để có một cái TOEIC nói viết ấy, để có một hướng đi mới cho trung tâm, hoặc là không thay đổi gì cả, giữ nguyên hướng cũ của trung tâm là tập trung vào TOEIC và cũng như cái TOEIC nghe đọc và những cái hướng khác phát triển khác, và dần dần lụi tàn do cái sự cạnh tranh của thị trường. Tại vì thị trường cạnh tranh thì ngày càng nhiều thôi, cho dù chúng ta đi theo, chúng ta làm một cái nghề gì đi nữa, hay là chúng ta làm một cái sản phẩm gì đi nữa, thì lúc đầu nó ổn, nhưng sau một thời gian thì cạnh tranh nó sẽ có nhiều, và nếu mà chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ lụi tàn,
và cái công việc của thầy cũng vậy. Thì có lựa chọn một là phải học thêm cái mới là IELTS và TOEIC Speaking Writing, và hai là không làm gì cả và sẽ lụi tàn do cạnh tranh. Thực ra thì tiềm lực kinh tế của thầy tích lũy qua nhiều năm làm việc rất là cật lực và những cái thói quen tiết kiệm thì thầy hoàn toàn có thể dừng lại để có thể dành thời gian cho gia đình và cho bản thân. Thế nhưng mà còn cả đội ngũ thì sao? Cả trung tâm thì như thế nào? Những cái thời điểm đó thì đó là cái mà khiến cho thầy băn khoăn. Tức là làm thế nào để duy trì sự phát triển của đội ngũ. Nhìn lại với bài thi IELTS ở cái thời điểm đó thì thầy cũng nhìn thì thầy cũng run sợ. Giống như là các bạn khi nghe thấy IELTS là người ta cảm thấy hốt hoảng, cũng cảm thấy là không tự tin. Thì thầy cũng vậy, bởi vì lúc đó thì thầy chưa tự tin với kỹ năng nói và kỹ năng viết của mình. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là nếu mình chủ động đón nhận lấy cái thách thức này và chủ động đón nhận và lựa chọn cái hoàn cảnh này, tức là đặt mình vào cái vị thế phải học cái phần cái môn đó, thì mình sẽ phát triển được thói quen, tính cách và cái cuộc đời mới. Còn nếu mình không lựa chọn nó thì mình sẽ vẫn đi tiếp theo lối mòn và lụi tàn mà thôi. Và thầy lựa chọn, thế là thầy chọn đối mặt với cái thách thức là sẽ học IELTS. Thì lúc đó thầy bận lắm, không có thời gian. Thế nên là để học chỉ có cách duy nhất là thầy dậy sớm mỗi ngày từ 5:15 thầy đã dậy để bắt đầu học tiếng Anh rồi. Và thầy phải tranh thủ cắm tai nghe khi có thể, đặt cái loa trong nhà vệ sinh nghe mỗi khi bước vào đó, và cứ nghe mải miết như vậy. Và thậm chí có ngày nghe 5 tiếng đồng hồ vân vân, rồi đọc hiểu viết, có ngày dành cả ngày miệt mài viết đọc. Cái khoảng thời gian mình tiếp xúc với tiếng Anh ấy, cái giai đoạn đó nó nhiều hơn hẳn so với tiếng Việt. Tiếng Việt nếu các em để ý là một ngày chúng ta chỉ nói có bao nhiêu từ thôi, trong bao nhiêu phút với một số người nhất định. Thế nhưng mà nếu mà giai đoạn đấy học tiếng Anh của thầy, học IELTS đó, thì là cái khoảng thời gian mình đọc, nghe, nói, viết tiếng Anh là nó nhiều hơn hẳn, cái số chữ nó nhiều hơn hẳn so với là những cái giao tiếp ở tiếng Việt. Và lúc mà thời điểm đó nếu mà bật ra cần phải trao đổi cái gì đó thì tiếng Anh nó sẽ bật ra trước. Đó là cái giai đoạn đó. Thì rồi cuối cùng thì thầy cũng được 8 chấm IELTS, yeah. Thế là đủ tự tin để có thể dạy IELTS rồi, vì giáo viên IELTS sẽ ít nhất phải được 8 chấm thì mới đủ level, đủ tầm để dạy. Đó thì thầy mở lớp IELTS, và sau thời điểm đó thì thầy cũng ôn tập và thi được TOEIC Speaking Writing. Thì TOEIC Writing thì thầy được 200, tối đa 200/200, TOEIC Speaking được 180/200, đủ để thầy mở, đủ tự tin là mình đã nắm chắc bài thi và đủ tầm để mở lớp TOEIC nói viết và mở ra được cái triển vọng mới cho trung tâm. Thì cái điểm IELTS giúp thầy đỗ thủ khoa vào trường và chương trình Master of Teaching English to Speakers of Other Languages, tức là chương trình thạc sĩ đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh của Đại học Victoria của Úc, liên kết vào Hà Nội. Và thầy được là lớp trưởng và kết nối rất là nhiều bạn trong lớp cũng như là văn phòng khoa và các thầy cô. Khi được thời điểm đó thì vì mình có gần đấy điểm ở 8 chấm rồi, và thì thầy tự tin là mình có thể nói được tiếng Anh tốt, tại vì là có cái bằng đến đấy nó chứng nhận rồi. Thì lúc đó thầy tự tin có thể dạy bằng 100% tiếng Anh trên lớp thì cần. Và kỹ năng giảng dạy và tư duy về chuyên môn sâu sắc hơn hẳn so với trước đó. Tại vì mình học, được đi học thạc sĩ mà, nó level nó lên, chuyên môn nó sâu sắc hơn hẳn. Thì nếu ngày đó mà thầy không lựa chọn cái hoàn cảnh đó là đối mặt với cái việc phải học IELTS, đối mặt với hoàn cảnh, mình lựa chọn hoàn cảnh, thì có lẽ thầy sẽ không có được những cái điều tuyệt vời trong những năm tháng vừa qua. Do đó mà cái việc mà các em lựa chọn một cái hoàn cảnh thì nó sẽ khiến cho mình phải thay đổi thói quen và dẫn tới thay đổi tính cách, và cuộc đời mình sẽ biến đổi theo. Đấy là một cái ví dụ. Thì trong cái giai đoạn đó nhá, thì thầy cũng làm những cái thử nghiệm khác. Vì thầy thấy là cái quá trình mà thầy tiếp xúc với người trẻ, thì cái quá trình các em học tiếng Anh này, hay là các em học chuyên môn này, hay các em làm việc gì đó, thực chất là quá trình ta phát triển bản thân, thì nó cũng gặp những cái vấn đề tương tự như thế này. Thì đây, thì trong thời gian đó thì thầy cũng làm thử nghiệm nhỏ với việc hình thành thói quen. Thầy nghiên cứu về hình thành thói quen đó. Thầy thực hiện thử thách là 22 push-up challenge, tức là thách thức chống đẩy 22 cái. Tức là mỗi ngày phải chống đẩy 22 cái, và trong ngày 22 ngày liên tiếp quay phim lại và post lên Facebook. Sau này thầy mới nghiên cứu thì biết là nếu mà ta làm một cái việc gì đó liên tục trong 22 ngày thì nó sẽ thành thói quen tạm thời. Sau này nếu mà ta làm trong 90 ngày thì nó thành thói quen mãi mãi. Ví dụ vậy. Thì đây là nếu ta làm 22 ngày mình có làm được không nhỉ? Thì thầy thử cái thử thách đó để xem mình sẽ ra sao. Thì khi đó thì thầy muốn là nghiên cứu những cái khó khăn trong việc hình thành thói quen mới để giúp các bạn trẻ, đồng đội khi cần. Mình hiểu được là khi người ta muốn thêm một thói quen khác vào cuộc đời, ví dụ như học tiếng Anh, thêm một thói quen khác như là lập kế hoạch, thêm một thói quen khác là tập thể dục vân vân, thì người ta có khó khăn gì đây? Thì mình hiểu cái đó mới hướng dẫn được người ta. Đấy là cái động lực của thầy. Thì các nhà khoa học đúc kết là đấy, như thầy vừa nói lúc nãy đấy, là nếu thực hiện
một cái công việc mà khoảng độ 22 ngày ấy, thì nó sẽ thành thói quen mới chẳng hạn. Thì những cái ngày đầu thầy tập chống đẩy đó thì thầy bị đau cơ. Đau cơ chống đẩy thì nó cũng là bình thường. Những ngày sau đó thì thầy bị bận rộn nhiều việc và cái kia nó chưa thành thói quen và khiến cho thầy cũng ngại ngại. Thế nhưng mà, và người nó còn đau mà. Thế nhưng mà thầy đã lỡ tham gia rồi và lỡ post lên Facebook nên là thầy phải giữ lời. Thế cái việc mà các em công khai cái mục tiêu của mình, công khai cái tuyên bố của mình, nó giúp mình có nhiều cái cam kết hơn để được thực hiện cái đó, để đảm bảo cái uy tín của bản thân. Thế là post xong rồi nên phải giữ lời thôi. Những ngày sau đó thì cái cảm giác lúc mà thầy tập và chống đẩy và quay video á, thì bắt đầu nó sẽ dần dần chán. Nó dần dần chán và mất động lực vì chẳng có ai quan tâm đến cái việc đấy của mình cả. Mọi người có việc của mọi người. Ví dụ như những ngày đầu như mình post video lên ấy, thì mọi người quan tâm là cái này mới, mọi người còn comment tương tác thì mình cảm thấy hứng thú rồi. Thế nhưng bây giờ không ai quan tâm đến cái video đấy của mình nữa. Mình chống đẩy trong thầm lặng. Thì đó là một điều hết sức là bình thường khi mà các em làm một điều gì đó. Thế sau đó thì sao? Thế thì thầy mới nghĩ là thế thì mình không có cái kích thích từ bên ngoài thì mình phải tạo động lực từ bên trong. Thế là thầy bắt đầu sáng tạo trong việc là thầy thay đổi góc quay và quay ở những vị trí khác nhau. Quay lúc từ trên xuống, lúc từ dưới lên, lúc thì ngang sang, lúc thì thầy quay ở phòng khách, lúc thầy quay ở phòng làm việc, lúc thầy quay ở phòng ngủ, vân vân. Thay đổi các vị trí, thay đổi cho nó sáng tạo. Mỗi clip thì nó là một khung cảnh hoàn toàn. Và thầy thêm những cái lời lời chia sẻ bằng tiếng Anh vào để truyền động lực cho bản thân. Kiểu như là if you work hard enough, you can achieve almost anything. Nếu ta làm đủ chăm chỉ thì ta có thể đạt được mọi điều. Nhiều lắm. Thì nếu mà các em xem lại một loạt cái series video đấy của thầy, các em sẽ thấy là nó có cái chuyển động lực từ bắt đầu clip từ số 7 thì đó, 7 hay 8, 9, 10 thì đó trở đi. Lúc đấy là thầy phải duy trì động lực. Thì sau này lúc mà các em làm một cái điều gì đó mới á, thì nó cũng như vậy, sau 7, 8 ngày là các em phải có khả năng duy trì động lực từ bên trong thì mình mới có thể phát triển được. Sau đó thì thầy cứ làm thế thôi, đồng hành, và thầy cảm thấy hứng khởi hơn, mình đang chuyển động lực cho chính bản thân mình và thậm chí là còn cho nhiều người sau này nếu họ được xem video đó. Nhưng có vấn đề là năm đấy thầy lại ăn Tết ở Singapore. Thế là lúc mà sang Singapore ấy, thì nó vẫn chưa hết cái thời hạn là 22 ngày chống đẩy. Thế là thầy chống đẩy sang tận Singapore và chống đẩy ở khách sạn. Những cái vị clip cuối cùng là thầy chống đẩy ở khách sạn bên Singapore. Thời đó là khách sạn ở khu vực Bugis, Rendezvous, tên khách sạn là Rendezvous Hotel. Thế thì cái ngày cuối cùng thì chống đẩy là phải mùng 1 Tết âm lịch và kết thúc cái thử thách. Tôi chống đẩy từ năm cũ sang năm mới, từ nước này sang nước kia, rất là đáng nhớ. Thì kết thúc thử thách đó thì thầy cảm nhận đầy đủ những điều cần lưu ý về việc thiết lập một thói quen mới. Và thời điểm đó thì thầy rất là tự tin để thầy biết là mình có thể xác lập được bất kỳ một thói quen nào. Và qua cái giai đoạn đó thì thầy nhận ra là tức là khi mà mình bắt đầu một thói quen mới thì mình sẽ cảm thấy khó chịu là điều bình thường. No pain, no gain, tức là không đau đớn thì làm sao mà có được cái điều gì mới. Nói nôm na là lúc đấy ta thấy khó chịu vì phải thay đổi chính bản thân mình. Và chính là cái lúc mà mình lột xác và lúc mà mình đang phát triển, mình đang vượt ra khỏi cái cơ thể, vượt ra khỏi cái cách mà mình đang sống. Nếu cái sự đau đớn này nó chỉ là ngắn hạn, còn niềm hạnh phúc sau đó là lâu dài. Vì lúc đấy mình đã chuyển sang một cái level mới hoàn toàn, mình không còn là con người cũ nữa. Thế ra nào sau đấy thì chống đẩy mãi luôn, ngày nào thì chống đẩy được. Tại vì là nó không còn gì làm cái khó khăn nữa rồi, nó việc đơn giản. Có bạn tập theo thầy không tập theo cái thói quen đó thì nhiều bạn cũng tham gia thử thách đó nhưng không theo được đến hết 22 ngày, tại vì họ không hiểu những cái yếu tố về mặt tâm lý mà thầy vừa mới chia sẻ lúc nãy, và họ không thực hiện những cái bước duy trì động lực từ bên trong như thầy vừa nói. Đấy. Và điều thứ hai thì nhận ra là mình phải biết cách giao tiếp và tự tạo động lực cho bản thân mình. Đây là điều rất quan trọng. Cách mình nghĩ và nói chuyện với bản thân thì nó quyết định cái thói quen, tính cách và cuộc đời. Cách mình nói chuyện bản thân. Tại vì trong cuộc đời này, thì cho dù chúng ta có nhiều bạn đến đâu, chúng ta có người thân xung quanh, có bạn bè vân vân, có gấu, người yêu vân vân, con cái vân vân, anh chị em, nhưng cái phần lớn thời gian là chúng ta cô đơn ở trong suy nghĩ của mình. Tại khi mình làm việc này việc kia ấy, thì mình đang suy nghĩ, thực chất lúc đấy mình cô đơn. Và cái người giao tiếp với mình nhiều nhất lại là chính mình. Thế mình phải giao tiếp một cách thông minh với bản thân mình. Thì phải có năng lực giao tiếp, nói chuyện bản thân để tự truyền động lực cho mình. Thì chúng ta mới có thể duy trì phát triển bất chấp hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Đôi khi bên ngoài cuộc đời nó không tốt đẹp, nó không thuận lợi cho sự phát triển của mình. Nhưng nếu mà mình có một cái nội lực từ bên trong, cái cách nghĩ, cách nói chuyện, cách giao tiếp tích cực, thì mình vẫn có thể thay đổi bản thân và dẫn tới thay đổi ngược lại hoàn cảnh.
Sau đó thì thầy có thử nghiệm một cái thử nghiệm khác cũng dẫn tới thay đổi, đó là thầy thử nghiệm việc thay đổi thói quen ăn uống, và tức là chuyển chuyển dần từ ăn uống như thời điểm hiện tại của các bạn trẻ, thì bạn trẻ ăn uống nhiều nhiều đồ ngọt rồi nhiều các loại đồ chiên rán vân vân, thịt nhiều thịt vân vân, thì thầy thay đổi thói quen đó chuyển sang ăn uống lành mạnh hơn. Cái này thầy sẽ chia sẻ kỹ hơn ở những cái bài khác, tại vì nó cần hẳn một bài riêng cơ. Thì sau giai đoạn chuyển đổi ăn uống đó, thầy có thể giảm từ 77 cân xuống 64 cân. Trời ơi, trong vòng có 2 tháng mà thầy có thể giảm được như thế, không phải qua luyện tập nhé, không phải qua thể dục, mà là qua chế độ dinh dưỡng. Thì cái đấy phải chia sẻ riêng ở một bài. Khi mà mình đã, khi đã làm chủ được cái khả năng tạo lập thói quen ấy, thì mình có thể trở thành bất kỳ ai. Tại vì một con người thực chất là tổng hòa của N thói quen. Và nếu mình biết cách là thêm cái thói quen này vào, tôi muốn có thói quen này, tức là người này giỏi cái này thì họ có thói quen này, người kia họ hay cái kia, họ có thói quen kia. Bây giờ mình biết, mình nắm được cái chìa khóa là làm thế nào để có được cái thói quen đấy, thì mình có thể có được bất kỳ thói quen nào mà mình mong muốn. Ok, thì do dù các em ấy, khi đang nghe cái audio này, cái video này, thì các em đang đi học hay là đi làm, còn đã có gia đình hay chưa có gia đình, có một con, hai con, ba con lớn rồi, thì thầy mong rằng là các em hãy tranh thủ mọi cái hoàn cảnh, mọi cái hoàn cảnh mà các em có được để tạo cho mình những cái thói quen và những cái năng lực mới. Thì qua được những cái giai đoạn khó khăn đó, giai đoạn khó khăn là có những giai đoạn là chúng ta rất là bận, chúng ta rất là nhiều áp lực, chúng ta rất là nhiều khó khăn vân vân, tất cả những cái điều kiện đó, cái hoàn cảnh đó, nó đều là cơ hội thuận lợi, một cái mảnh đất màu mỡ để chúng ta gieo hạt và phát triển bản thân mình, phát triển được thói quen. Khi hoàn cảnh nó thay đổi, thông thường mọi người hay stress, thế nhưng mà nếu mà ta nhìn là cái hoàn cảnh thay đổi rồi, như vậy cái cơ hội đấy để mình trở thành một con người mới, mình biến đổi với những cái thói quen mới và cái năng lực mới, thì khi đó thì mình sẽ phát triển liên tục, tại vì cuộc đời luôn luôn thay đổi mà. Thì nếu mà vượt qua được những cái giai đoạn đó trong cuộc đời, mà chắc chắn là nó sẽ đến đấy, thì cuộc đời sẽ rộng mở đón các em ở phía bên kia với rất nhiều cơ hội và trải nghiệm ý nghĩa mà các em không thể tưởng tượng nổi đâu. Giống như thầy khi vượt qua cái thử thách về IELTS, và sau đó vượt qua thử thách về chống đẩy 22 ngày, vượt qua thử thách về giảm cân, và gần đây là thử thách về chạy bộ. Chúc các em thành công. Thì đấy, thì thầy nghĩ là các em nên nghe lại cái video này, nghe lại cái audio này một vài lần, và thầy ngẫm nghĩ về những điều mà thầy vừa nói, về những cái cảm nhận, những cái khó khăn và những cái thử thách phải đối mặt khi mà ta thay đổi bản thân mình, và về cái mối liên hệ giữa hoàn cảnh, thói quen, tính cách và cuộc đời để trở thành bất kỳ con người nào mà mình muốn. Ok, thế chúc các em thành công. Thầy Hoàng ở Ology English với chuyên mục chuyện kể Ology. Tạm biệt các em.